Thì trong lúc chờ đợi thầy Thiện Trí đến đó, thì thầy nhắc về cái kỹ năng thở thiền đó. Mỗi ngày mỗi người đó nên dành tối thiểu 15 phút ở ngay nơi làm việc hay là ở trường học hoặc ở nhà của mình, ngồi thẳng lưng, khép mắt lại, tắt các điện thoại di động, điện thoại bàn, radio, TV để ngừng sự giao tiếp giác quan. Mắt thấy, tai nghe đó làm cho chúng ta phải suy nghĩ nhiều. Giới trẻ, giới trí thức, giới lao động trí óc đó thì lạm dụng các cái quan năng đó một cách thái quá, cho nên làm cho chúng ta trở nên căng thẳng. Điều thứ hai đó là có thể ngồi trong tư thế nào mà quý vị cảm thấy thoải mái. Ngồi trên sàn nhà, ngồi trên ghế, phải thẳng lưng, nhưng mà nhớ là đừng ngồi trên niệm, nhất là cái niệm mà dày dày đó, nó làm cho chúng ta bị thụng lưng xuống. Mà thụng lưng xuống thì sau thời gian nó sẽ đau nhức xương khớp. Nếu quý vị đang mặc quần tây đó mà mình đang có mặt ở tại nơi làm việc thì mình tháo cái dây nịt ra để việc hít thở được thoải mái, được lưu chuyển. Và giữ tư thế thẳng lưng, không có gồng các cơ xương khớp lại. Điều thứ ba đó, công thức hít thở đó thì thầy chia ra là hai tư thế. Đối với tư thế ngồi đó thì công thức đó là 5-1-7-1 hoặc là 5-1-8-1. Hít vào 5 giây, nín thở 1 giây, thở ra 7 hoặc 8 giây, nín thở 1 giây. Còn trong tư thế nằm hoặc là nghỉ giữa trưa hoặc là trước khi đi ngủ đó thì quý vị đừng có nằm gối cao mà chỉ cần lót một cái khăn 2-3 cm. Như vậy thì máu sẽ được lưu thông vận chuyển toàn thân, thì lúc đó quý vị sẽ hít thở với cái công thức là 5-3-8-3 hoặc là 5-3-9-3 hoặc là 5-3-10-3. Hít vào 5 giây, nín thở 3 giây, thở ra 8-10 giây, nín thở 3 giây. Thì việc nín thở nó có tác dụng là nó đưa khí đó xuống đến tận đan điền. Rồi lúc đó nó mới cuộn một vòng, đẩy từ đan điền lên trên bụng, đẩy từ bụng lên trên ngực, đẩy từ ngực đó lên thanh quản, đẩy từ thanh quản ra bên ngoài. Và lúc đó quý vị theo dõi hơi thở đang vận chuyển trong toàn thân. Thì trong văn bản Pali đó, Đức Phật gọi đó là an tịnh thân hành tôi thở vào, an tịnh thân hành tôi thở ra. Thì an á là cái trạng thái nhẹ nhàng, tịnh á tức là tâm mình không bị phiền não, lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, bất an chi phối. Thân hành á tức là cái sự vận động thân. Sự vận động ở đây đó là sự vận động của khí nha. Chúng ta đưa từ lỗ mũi vào khoang mũi, thanh quản, ngực, bụng, đan điền. Và khi khí đó nó vận chuyển trong thân tạo ra sự vận hành thì cái đó gọi là thân hành. Thì chúng ta phải cảm nhận được. Thì thầy thường dùng mấy cái từ để gợi ý đó: phình, 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 vào đến ngực, ngực giãn ra, vào đến bụng, bụng to lên, vào đến đan điền, đan điền á có thể căng ra lớn nhất. Và lúc mình thở ra đó thì mình liên tưởng xẹp, 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 tức là thắt đan điền để khí lên bụng, thắt bụng để khí lên ngực, thắt ngực để khí lên trên thanh quản ra bên ngoài. Và chỉ đơn thuần theo dõi cái vận hành của hơi thở thôi, ra và vào, quên quá khứ,
để rũ bỏ căng thẳng và khổ đau, quên tương lai đó, thượng tọa tới rồi, lên luôn nhé. Để rũ bỏ các lo lắng và bất an. Và cứ mỗi một chu kỳ 4 thì như vậy, quý vị điểm con số 1. Cứ như thế chúng ta tiếp tục để vận chuyển hơi thở ra và vào. Thì bằng cách này đó, thì cái chức năng xả stress của hơi thở thiền đó sẽ làm cho tâm của quý vị được lắng yên, cảm xúc được thoải mái. Thì cái việc thực tập thở như thế đó, 15 phút mỗi ngày sẽ tạo cho người thở thiền đó có được năng lượng tích cực, năng lượng bình an. Và nhớ đó, thì lúc đó đó mình có thể liên tưởng đó, tôi là khúc gỗ ha, tôi đó là tảng đá, tôi đó là quả địa cầu, tôi đó là biển khơi, mà tất cả các vật đó là vô tri giác. Thì là mình không có suy nghĩ về quá khứ, không có suy nghĩ về tương lai, không có vọng niệm hiện tại, theo dõi hơi thở thôi. Thì lúc Đức Phật mới dạy tiếp cái câu là gì? Nhận thức toàn thân tôi thở vào, nhận thức toàn thân tôi thở ra. Tức là hơi thở nó đi vào trong vị trí nào của cơ thể là chúng ta cảm nhận được hết. Thì cái đó gọi là điếm hơi thở, thiền điếm hơi thở, sổ tức hay còn gọi là quán niệm hơi thở. Thì đây là cái kỹ năng thực tập đơn giản nhất mà có thể giúp cho chúng ta rũ bỏ được các căng thẳng, mệt mỏi. Còn khi mà chúng ta tham gia vào khóa thiền đó, có thời gian mỗi ngày 6 tiếng cho đến 10 tiếng đó, thì ngoài cái việc mà an trụ và hơi thở thì chúng ta có những cái kỹ năng để quán chiếu, mở trí tuệ. Thì nên mặc cái quần dây thun, chứ đừng có mặc quần quần tây, để chúng ta có thể đưa hơi thở vào và ra một cách tốt nhất có thể. Thứ hai đó là nằm duỗi hai chân và toàn thân, không nên đặt hai tay trên ngực, không nên đặt hai tay trên bụng, vì nó sẽ đè và ép cái vùng vùng ngực, vùng bụng, thì khí đi ra đi vào nó cũng không có được lưu thông trọn vẹn. Thứ ba đó là khi nằm á, thì quý vị cũng nên nhắm mắt. Nhắm mắt thì thường nó tạo ra hai loại phản ứng. Phản ứng thứ nhất á, là chúng ta hồi tưởng và ký ức. Thì lúc đó chúng ta sẽ rơi vào trạng thái là nói nhẩm ở trong đầu dưới hình thức đọc thoại. Thì phải nỗ lực vượt qua cái thói quen đó và thay thế vào cái phản ứng thứ hai đó, là để tâm mình dừng lắng hoàn toàn, dừng lắng trọn vẹn các hoạt động tri giác, để cho chúng ta tạm khép lại các ký ức, rồi tạm khép lại các kỳ vọng về tương lai. Thì cái năng lượng dư thừa đó, phần lớn nó bị trôi về hai cái nẻo đó, nẻo đã qua và vốn không còn nữa, nẻo chưa tới, vốn chưa xảy ra, cho nên nó làm cho mình lo. Như vậy thì cái cốt lõi của thực tập thiền đó là lấy cái mấu chốt thời gian hiện tại, cái không gian hiện tiền làm quy chiếu. Thì việc tập trung đó đó sẽ giúp cho người thực tập thiền đó rũ bỏ được những căng thẳng. Và nếu quý vị có 15 phút để ngồi thiền thì có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất đó, thì dành ra 7 phút theo dõi hơi thở ra và vào. 8 phút còn lại đó thì tập trung vào quán chiếu. Và quán chiếu để giúp cho chúng ta tăng cường sự hiểu biết đúng. Và quán chiếu có nội dung nha. Thì nó có 5 cái nội dung chính yếu mà chúng ta cần quán chiếu. Quán chiếu 1: làm chủ hơi thở ra vào. Tôi nhận thức rõ, tôi mừng vui. Và để tính lược á, thì chúng ta bỏ đi cái nhận thức đi,
làm chủ hơi thở ra vào, chúng ta cũng tỉnh lược luôn, tự động mình theo dõi hơi thở thì mình tự làm chủ rồi ha. Thì quý vị quán chiếu gì? Tôi mừng vui. Nhẩm cái đó liên tục thì lúc đó chúng ta đồng thời liên tưởng cái miệng của mình nè. Cái mừng vui nó thể hiện qua thứ nhất á, là cái miệng, thứ hai là ánh mắt. Nhưng mà đang lúc vào thì mắt chúng ta khép lại rồi, cho nên chỉ tập trung vào cái vùng miệng thôi. Thì mỗi người nó có cái hình ảnh hoa mình thích. Ví dụ ai thích hoa 10 giờ thì liên tưởng là miệng tôi là hoa 10 giờ. Ai thích hoa sen, miệng tôi à, rồi sau đó liên hệ tâm tôi là sen đang nở. Ai thích hoa hồng thì liên tưởng đó, mừng vui của tôi như là hoa hồng đang tươi. Còn ai thích hoa hướng dương đó thì liên tưởng miệng tôi như hoa hướng dương đang cười. Bây giờ các bạn cứ thử hình dung đó, 15 phút thực tập mà 7 phút đầu mình liên tưởng như vậy mà cái gương mặt mình nó hoan hỷ như vậy, nó tươi vui như vậy, thì mình có bị trầm cảm không? Không, không bao giờ bị được hết trơn. Nó rũ bỏ các căng thẳng, sợ hãi, nỗi khổ, niềm đau tan biến. Quán chiếu thứ hai đó, cùng với hơi thở ra vào, tôi cảm nhận hạnh phúc. Và rút ngắn lại là gì? Tôi hạnh phúc. Rất nhiều người đó rơi vào bệnh than, than ngắn, thở dài, gặp ai cũng than, và trở thành như cái nghiện. Thì trong văn hóa tiếng Anh đó, mình gặp ai đó họ ta hỏi là how are you, đó là cái câu xã giao, ông bà hay là bạn khỏe không. Mà khi ta đặt câu hỏi đó, ta không hề kỳ vọng rằng mình đi kể cái tâm sự của mình rằng á là tôi khỏe như thế nào, không có. Lúc đó mình chỉ trả lời đơn giản là I'm fine, thank you, và tôi ổn, tôi tốt, tôi khỏe, cảm ơn hết. Mạnh ai lấy đi, mạnh ai lấy làm. Đó là văn hóa giao tế. Nhưng mà nếu mình hỏi cái câu đó đối với người Việt Nam nha, ông khỏe không? Hôm qua mới tới xe. Người ta chuẩn bị đi, chờ chút xíu, nó làm cho tôi đau hết luôn cái bả vai. Có người nói tôi đau cả hai cái chân, đi không nổi, phải vào bệnh viện. Bệnh viện rồi bác sĩ kêu chích thuốc, chích thuốc xong rồi tối tôi bất ngủ luôn, kể hàng loạt toàn là nỗi khổ niềm đau. Mà nỗi khổ niềm đau đó là ngày hôm qua chứ không phải ngày hôm nay. Thói quen đó cần phải được kết thúc. Cho nên mình phải cứ cảm nhận là tôi hạnh phúc, tôi hạnh phúc, cứ nhẩm này hoài thì các bạn không thể nào tuyệt vọng, chán trường, cô đơn, trống vắng, mệt mỏi, muốn từ bỏ, muốn bỏ cuộc, muốn trốn chạy, muốn kết thúc. Mình cảm nhận mình hạnh phúc mà. Và ứng dụng cái thực tập này đó, các bạn có thể đặt mình vào trong một cái hoàn cảnh mà sự khó khăn là một thách đố. Thì lúc đó các bạn cứ nhẩm thôi, tôi sanh ra đời để làm những việc khó làm. Thế vậy cái khó khăn đến với các bạn nhiều chừng nào á, thay vì mình buồn, mình khổ, mình than, mình thở gắn, thở dài, thì các bạn nói tôi làm việc khó làm cho nên tôi có giá trị, tôi hạnh phúc với cái khó làm đó, với cái hoàn cảnh đó, với cái tình huống đó. Thì tự động chúng ta không cần phải đi than nữa. Và thêm đó là chuyện rất bình thường đó, chuyện nó nhỏ cỏn con thôi, chuyện không đáng gì hết. Ai tập được thói quen như thế đó thì bản lĩnh và sự chịu đựng đó nó khác với đè nén nha, sẽ lớn theo năm tháng. Chứ về sau này gặp bất kỳ một khó khăn nào, các bạn không sờn lòng, không nản chí, không lo lắng, không căng thẳng gì hết đó, vì nó là chuyện thường tình, có gì nữa đâu mình phải quá lo lắng. Đó là sự huấn luyện. Như vậy hai cái cảm nhận tôi mừng vui và tôi hạnh phúc đó sẽ giúp cho các bạn trải nghiệm được hạnh phúc trong những cái rất bình thường, rất là thường nhật. Ví dụ như là mình có đủ hai đôi chân, mặc dù mình không có được cái bộ quần mới,
thì có đủ hai đôi chân là chúng ta vui à. Và tự thân của sự hiện hữu đó, nhận thức rõ được điều đó là chúng ta hạnh phúc à. Chứ không cần phải đi so sánh với lại ông A, bà B, đẹp quá, ăn mặc sang trọng quá, tướng cao ráo quá. So sánh vậy là mình sẽ khổ. Mình hạnh phúc với những cái đang có. Cái cảm nhận ba đó, làm chủ hơi thở ra vào. Tôi cởi trói tâm. Nhớ vắn tắt cởi trói tâm. Cởi trói đó là một sự tháo mở. Thì thường tâm mình nó bị cuột bởi quá khứ, cuột bởi đối đau, cuột bởi uất hận, cuột bởi sự thất tình, cuột bởi sự thất bại, cuột bởi cái sự bị lừa đảo, cuột bởi sự tuyệt vọng và nhiều cái trạng thái tâm lý tiêu cực khác nó vùi dập chúng ta. Thì bây giờ đó, khi mình hít thở ra dài dào thì nhớ là cởi trói tâm, cởi cõi trong, thì làm sao nó dính vào mình được. Mình đang cởi trói, nó có quấn vô nên mình cởi trói là nó sức hết à, nó văng ra hết, nó rớt ra hết, không bám lên được. Và người nào mà cứ than khổ nhiều là bởi vì không chịu làm bài tập cởi trói tâm. Xem đó là một cái bài tập mà mình phải làm trọn đời. Học thì mình học có giai đoạn, hết thúc mùa thi là mình có thể ăn mừng. Còn cởi trói tâm là mình làm từ bây giờ cho đến cho lúc là mình chết thôi. Nhất là những cái bảo thủ cố chấp đó, rất là khó cởi trói. Khi mình thần tượng một người nào đó, mình thích và bị chi phối bởi cái dòng cảm xúc rồi đó, thì mình rất khó tháo mở cái nhận thức mình khỏi người đó. Thì nó có xấu cái nào đó mình vẫn thấy là tốt à. Còn khi mình có cái ác kiến, thành kiến với một người nào đó mình không thích, mà việc đó nó xảy ra trong quá khứ, thì nó làm nó trói buộc mình lại, nó làm cho mình không muốn nhìn người đó ở cái mấu chốt hiện tại này. Cho nên chúng ta sống với cái cặp mắt quá khứ và thành kiến. Và tương tự cùng với việc làm chủ hơi thở ra vào, tôi nhận thức vô thường. Và nhận thức vô thường á, nó làm cho mình á thoải mái lắm. Ví dụ như mới vừa bị mắc trộm, mình nghĩ là vô thường mà, cho nên là không tiếc nó nữa. Bây giờ thì mời quý vị đứng dậy cho một tràng vỗ tay thật là lớn.